Đồ xưa Mai Tôm xin kính chào quý cô bác và anh chị đam mê đồ xưa đồ cũ. Hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 2 em xin lên vài mã đồ xưa giao lưu đến cùng anh chị và cô bác. Đầu tiên em xin lên cho các anh chị là một cái bình đựng nước ha các anh chị. Bình đựng nước này là được chế tạo từ nhôm sát máy bay ha các anh chị. Đồ kỷ vật chiến tranh trước năm 1975. Bao các anh chị đúng là sát máy bay ha các anh chị, rất là nặng luôn. Đây, người ta chế tạo rất là hay ha các anh chị. Đây, rất là dày nặng. Đây cái ca ha, cái ca làm cái nắp úp lên ha các anh chị, cái ca làm cái nắp úp lên đây, cái ca cũng bằng sát, bằng nhôm sát máy bay ha các anh chị, rất là dày luôn. Đây cái này có ghi chữ là ghi là ngày tháng 8 năm 1970. Đây còn đây là ghi chữ là Trung Hoan chiến thắng trở về đó, còn đây là ghi là ở dưới đây là cái gì, cảm gì đó, sản xuất, sản xuất tại Lào, là chiến là thời bên 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 Lào hay gì đó ha các anh chị. Đây đó, đây cái bình nhôm bằng sát máy bay hả anh chị, rất là dày nặng luôn. Đây đó, đây ở đây còn ghi chữ nữa nè, ghi chữ gì thì em không biết. Đây, khứa khứa này đó, nó là nó giống như là cái chọn cái ống này là cái ống bắn, cái ống này là giống như là cái ống phóng đạn hay là bắn gì đó các anh chị. Đây em xin giao lưu nguyên cái combo này với giá là 1,2 triệu bao ship đến các anh chị ha, 1,2 triệu bao ship. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái đây. Đây nè. Đây, em xin giao lưu đến các anh chị là một cái nậm Sài Gòn ha anh chị. Một cái nậm Sài Gòn chuẩn cổ luôn, lò Nam Phong nha các anh chị, lò Nam Phong. Tình trạng là ở đây nó có bị tóc gió mặt đường, tóc gió mặt đường. Còn đây là chủ nhà người ta bọc đồng lại nha anh chị. Đồng là đồng xưa cổ luôn ha anh chị, chứ không phải là đồng mới nha. Cái đồng này nè, ý em nói cái đồng này nha. Còn đồ này bao các anh chị chuẩn Sài Gòn chuẩn cổ ha. Đây. Cái nậm này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 2 triệu bao ship đến các anh chị ha, 2 triệu bao ship. Nậm này nậm phụng nha các anh chị. Tiếp đó em xin lên cho các anh chị là bốn cái chung ha các anh chị. Đây, bốn cái chung bông đào. Đâu, màu xanh biên biếc luôn, rất là đẹp luôn, có mọc luôn ha các anh chị. Chung này là thuộc dạng là chung to. Đây, chung bông đào ha anh chị. Rất là đẹp luôn. Cái màu này là bao các anh chị là đồ hiếm ha. Còn bây giờ những cái chung này khá là giá cao lắm các anh chị ơi. Đây ở đây có mọc chữ Việt Nam ha, VN Việt Nam. Đó. Đây. Đó. Mọc là nờ nờ gì nè, đó. Có mọc hết trơn ha các anh chị, cái nào cũng có mọc hết trơn ha. Đây. Bốn cái chung ha các anh chị, vô bộ trà luôn. Cái chung này có chiều cao là 5 cm. Đường kính là 5 cm rưỡi ha các anh chị. Em xin giao lưu bốn cái chung này với giá là 600.000 bao ship đến các anh chị ha. 600k bao ship. Tiếp đó em xin lên cho các anh chị là một cái ấm Somova, ổ lộn khùng, cái ấm pha cà phê của Nga. Đây, tình trạng của nó là còn lành đẹp lắm nha các anh chị. Cái ấm này ấm to nha các anh chị, ấm này là ấm to. Cái ấm này thì em giao lưu rất là rẻ luôn, 200.000 bao ship đến các anh chị ha. Mua 200 bán 200, bán hoài bán 350, 300 hoài bán không được thì bán 200 thu hồi vốn. Cao 21 cm nha các anh chị. Đây, mấy con tán này bằng đồng nha các anh chị. Đồ này đồ của Liên Xô á. Đây 200k bao ship, rất là to luôn, bằng nhôm ha. Tiếp đó em xin lên cho các anh chị là một cái 6 cái chung Nhật ha các anh chị. 6 cái chung Nhật. Đây em hố đem điện thoại qua thì cái này là thấu quang nha các anh chị. Đồ này chỉ là đồ cũ ha, đồ Nhật cũ thôi ha các anh chị. Đó. Chung này là chung con gà. Đồ Nhật các anh chị thấu quang ha. Đây. Đó. Rất là đẹp ha. Chuẩn Nhật nha các anh chị. Nhưng đồ này chỉ là đồ 2-30 năm thôi, đồ chỉ là đồ cũ ha, không xưa. Chiều cao của cái chung này là 3 cm. Còn đường kính 6 cm, đường kính miệng là 6 cm, còn chiều cao là 3 cm ha các anh chị. Cái này là con gà ha các anh chị. Đây, cái này nó nhái lại nha các anh chị, nó phỏng lại theo cái chung nhà Minh á, cái chung con gà nhà Minh mà cái chung mà nhiêu 20 triệu đô á các anh chị. Các anh chị cứ lên mà tham khảo, còn đồ là đồ nhái nha các anh chị. Nhưng mà cũng là đồ cũ có tuổi, đó, đồ Nhật nha. Đây, 6 cái chung này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 500.000 bao ship ha. 6 chung 500k bao ship. Tiếp đó em xin lên cho các anh chị là một cái tách trà. Tách trà này là đồ này là của tỉnh Minh Hải ha các anh chị. Tỉnh Minh Hải là hồi xưa là Bạc Liêu với Cà Mau á, hồi xưa gặp lại là tỉnh Minh Hải, còn bây giờ là tách tỉnh là Cà Mau với Bạc Liêu. Đây. Ghi là Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Minh Hải năm 1997 thì tách tỉnh ra là thành Cà Mau Bạc Liêu. Còn cái chung này thì trước năm 1997 rất là xa luôn ha các anh chị. Tỉnh Minh Hải. Đó, là một cái tỉnh rất là lớn cuối cùng của Việt Nam. Đây. Một cái chung tình trạng là lành đẹp 99%, một cái kỷ niệm rất là nhớ.
Cái này là những anh chị em nào ở Bạc Liêu hay Cà Mau thì nhìn cái chung này thì là một, nói chung là rất là kỷ niệm luôn ha. Đây, cái tách này có chiều cao là 5cm, đường kính miệng là 5cm 8. Đây em xin giao lưu cái tách này với giá là 400.000 bao ship ha, 400k bao ship. Tiếp đó em xin lên cho các anh chị là một con gồng lái thêu ha các anh chị. Một con gồng đắt lái thêu. Con này là dùng để nghiêng mực á, để cây mực, để mấy cây bút các anh chị, để cây bút hoặc là để đồ đũa. Cái này là do những nhà giàu người ta xài ha các anh chị. Đây, chôn rất là già luôn ha. Cái này đắt đỏ ha, ở trong là chấm men luôn ha các anh chị, ở trong là chấm men luôn. Con gồng đắt ha. Nó mini lắm các anh chị, nó rất là nhỏ ha, nhưng mà giá của nó thì cũng không có rẻ đâu. Đây. Chiều cao đường bề ngang của nó là khoảng có 10cm ha các chị, bề ngang khoảng 10cm. Chiều cao là 6cm ha các chị. Em xin giao lưu con gồng đất này với giá là 800.000 bao ship ha, 800k bao ship. Tiếp đó em xin giao lưu đến các anh chị là một cái bình trà thượng cầm hạ thú, gốm này gốm Đà Lạt ha các anh chị, đồ Đà Lạt, đồ Đà Lạt. Đây. Đồ Đà Lạt ha. Nhưng mà được có cái là chung là cái nắp là nắp Nhật. Bình trà Đà Lạt dung tích là khoảng cỡ 1,5 lít trên. Nắp này nắp Nhật ha. Nó vỡ ra dán lại. Nó vỡ ra dán lại đây. Chuẩn Nhật nha, nắp này nắp Nhật nha các anh chị. Còn bình trà là bình trà Đà Lạt, tình trạng là lành đẹp 99%. Để em coi có tình trạng gì không cái. Đây, có tình trạng các anh chị à. Đây, có tình trạng là có tóc nhẹ một đường nè, không gỉ nước nha. Có tóc nhẹ một đường không gỉ nước. Đây. Bình trà này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 800.000 bao ship ha. Bình trà này thuộc dạng bình trà to các anh chị, đồ Đà Lạt, thượng cầm hạ thú, nắp Nhật. Đó. Tiếp đó em xin lên cho các anh chị là ba cái hũ tâm giang tây ha. Đồ này đồ giang tây Trung Quốc luôn ha các anh chị, đồ mới ken luôn, không cũ không gì luôn. Mới ken ha. Cái này là cái hũ tâm ha các anh chị, hũ tâm màu. Nói chung nó cũng lạ lắm. Hay là mua về cho mấy chị em phụ nữ để son cũng rất là ok luôn. Cao là 8cm ha các anh chị. Chiều cao là 8cm. Đây, nó có kiện đồng hay kiện gì đây, kiện kim loại hay đồng gì đó. Đó. Đó, mở ra nè các anh chị. Ha, xịn sò luôn chưa? Xịn sò luôn. Đó. Cái này em thấy độc lạ em mua thôi ha các anh chị. Nói chung là giá cũng rất là rẻ luôn. Đồ này đồ giang tây Trung Quốc, Made in China, đồ này cũng có thể là đồ xuất dương luôn ha các anh chị. Nó ghi chữ Made in China đây. Đó. Đây. Đậy lại. Đó, nó rất là hết luôn nha các anh chị. Đó rất là hết luôn. Rất là hết luôn. Ở đây thì không có mộc, còn cái kia có mộc. Đó. Còn này bụi trúc nè, rất là đẹp luôn. Đó. Ba cái hũ này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 400.000 bao ship ha. Ba hũ này 400k bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái điện thoại Liên Xô ha. Đây. Một cái điện thoại Liên Xô màu đỏ. Màu nào cũng có nhiều, màu đen thì nhóc hết trơn, còn màu đỏ này muốn kiếm là cũng rất là chẳng ai lai khổ nha các anh chị. Tình trạng là lành đẹp 99%, ở đây nó có bị mẻ một tí. Đồ xưa nha các anh chị. Đồ xưa ha, đồ này đồ của Liên Xô. Đây. Cái điện thoại quay số ha các anh chị. Màu đỏ. Đây. Các anh chị nào mà thích màu đỏ thì cái này là rất là ngay luôn. Đó. Đây nó ghi chữ Made in USSR là có nghĩa là đồ Liên Xô. Đây, còn mã còn tem đàn đầy đủ hết trơn ha. Đây. Cái điện thoại này xin giao lưu đến các anh chị với giá là 850.000 bao ship ha. 850k bao ship. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái thống tàu. Đây, đồ này bao các anh chị đồ chuẩn xưa ha. Đây. Em xin giao lưu đến các anh chị là một cái thống tàu. Cái thống này là đây, nó vẽ là tích là Sơn Thủy Thiên Hạ Thái Bình ha các anh chị. Thiên Hạ Thái Bình. Đây, có một người đánh chuông và có một hai người bạn ha, có hai người bạn ha, hai ông lão. Đây. Rất là già đồ nha các anh chị. Đồ này phải 4 50 năm trên, bao các anh chị chuẩn đồ xưa. Chiều cao của cái thống này là 24cm. Đường kính miệng là 26cm. Ở đây có viền sô cô la ha. Viền sô cô la. Đặc trưng cho gốm Nhật, nhưng mà đồ này chuẩn tàu nha các anh chị. Đây ở trong đây là cốt vuốt tay. Cốt này cốt vuốt tay nha các anh chị. Đây. Nó thấy rất là nhỏ. Rất là nặng nha. Tuy nó mỏng nhưng mà nó mỏng thì nó mỏng te thiệt, nhưng mà sao nó rất là nặng ha. Đây, chôn già ha. Đây, em búng nè. Như cái chuông, rất là lanh nha các anh chị, chuẩn đồ nha. Đó. Cái thống này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 1.8 triệu bao ship ha. 1.8 triệu bao ship. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái ống đũa lái thêu.
một cái ống đũa lấy theo đồ chuẩn xưa 70-80 năm, tình trạng là nó có bị răng, nó bị tóc một đường nè các anh chị. Đây một tóc một đường, tóc một đường đây đó. Ống đũa lấy theo ha, các anh chị thấy nó thâm men cũ vậy chứ ở ngoài các anh chị cầm sướng tay lắm, nó bóng lưỡng à, nó bóng kinh hồn luôn, nó bóng kinh hồn luôn. Đây còn nhiêu lành đẹp nha các anh chị, còn nhiêu lành đẹp ha. Đây cái ống đũa lấy thiêu màu này xin giao lưu đến các anh chị với giá là 900.000 bao ship ha, 900k bao ship. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái bát ha, một cái bát Đà Lạt ha các anh chị, đường kính là 14 cm, tích là con gồng đắp nổi ha, con gồng này nó đắp nổi nha các anh chị, các anh chị gờ rất là gần sống luôn, gờ rất là gần sống luôn. Đây bây em quay đi đại à, anh vô lấy tiền giùm em đi anh chị. Đây đây các anh chị cứ xem đi, em trả tiền hàng. Thôi thôi vậy em đưa 700, anh đưa em 500, đưa 700 thì hồi xíu em chuyển khoản còn 114. Rồi ok rồi, cảm ơn anh. Đây đây cái này là cái bát Đà Lạt ha các anh chị. Đây cái này là cái bát Đà Lạt, đường kính là 14 cm. Tình trạng của cái bát này là lành đẹp 99% nha các anh chị, cũng không âm không tóc không nứt mẻ gì hết trơn ha các anh chị. Đây đồ 70-80 năm ha. Đây con gồng song long chồng nguyệt, hai con gồng ha các anh chị. Đó cái bát này đường kính là 14 cm, em xin đo chiều cao. Đây chiều cao của cái bát này là 7 cm. Đây cái bát này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 500.000 bao ship ha, 500k bao ship. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái ấm lấy thiêu ha các anh chị, một cái bình trà lấy thiêu ha, khá là rất là đẹp luôn các anh chị ơi, bình trà lấy thiêu rất là đẹp. Đây bình trà này là đây tích là tích con rồng ha các anh chị, tích long phụng ha các anh chị, cốt là cốt xám ha các anh chị, cốt xám ha. Đồ này chỉ đồ lấy thiêu rồi đầu thôi. Đây rất là đẹp luôn, nắp lên này đó. To nha các anh chị, bình này là khoảng có nửa lít nha, một cái ấm này có nửa lít ha các anh chị, ấm lấy thiêu rồi đầu rất là đẹp luôn, khắc là khắc long phụng ha các anh chị, khắc long phụng ha. Cái ấm này có chiều cao là 18 cm anh chị, cái ấm này có chiều cao là 18 cm. Em xin giao lưu cái ấm lấy thiêu này với giá là 1,5 triệu bao ship đến các anh chị ha, 1,5 triệu bao ship. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái khay trà tàu ha các anh chị, đồ này đồ giang tây ha, một cái khay trà giang tây, tích là mai cài thọ ha các anh chị, tích là mai cài thọ. Đây gốm giang tây các anh chị, đồ mới nha. Đây chủ yếu là giá cả thôi, đồ mới ha các anh chị. Đây cái khay trà, em xin giao lưu cái khay trà này với giá là 400.000 bao ship đến các anh chị ha, 400k bao ship. Cái khay trà này là vẽ tay nha các anh chị, đồ giang tây thiệt nhưng mà đồ vẽ tay ha. Đường kính của khay trà này là 22 cm và chiều cao là 6 cm, 400.000, đồ này đồ mới ha các anh chị, không nói đồ cũ nha các anh chị. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái thố đây đây, em xin giao lưu đến các anh chị là một cái thố Sài Gòn chuẩn cổ, thố Sài Gòn chuẩn cổ ha các anh chị. Cái thố này rất là mini luôn. Đây đặc biệt phía sau của cái thố này có chữ là thiên tử vạn tôn nha các anh chị, thiên tử vạn tôn. Lúc trước em có bán một cái thố bự cũng khoảng gấp đôi, cũng mini thôi, nó bự cũng khoảng cỡ gấp rưỡi cái này chứ không phải gấp đôi. Đặc biệt cái trên cái nắp cái thố kia thì có chữ là trường mệnh phú quý, cỡ thằng này thiên tử vạn tôn, còn cái thố này thì có chữ, có dòng chữ là thiên tử vạn tôn ha các anh chị. Đây cái này là không vua chúa cũng là quan quyền xài ha các anh chị. Đặc biệt cái thố này là có kỳ nhân dị thú, là có một con két ha các anh chị. Thường là chim hoa có rất là nhiều, còn cái này tích này có con két ha, người ta gọi là két hoa đi, rất là đẹp luôn ha. Đây còn cái thố kia thì là tích hoa không, còn cái thố này đặc biệt thì có con két ha các anh chị. Bao các anh chị đồ này đồ Sài Gòn chuẩn cổ ha các anh chị. Đây chôn ở đây ha các anh chị, chôn ở đây đó. Tình trạng của cái thố này rất là nhẹ nha các anh chị, tình trạng cái thố này rất là nhẹ. Đây có tóc một đường ha các anh chị, tóc một đường. Cái thố này thường là người ta ăn gì ta, người ta ăn tổ yến hay ăn sâm bào ngư di cá gì nhà giàu người ta hồi xưa, quan quyền ngày xưa cái chào Nguyễn nha các anh chị, cái này là chào Nguyễn nghe các anh chị. Đó là người ta để trong mấy cái thố như thế này đó, theo cái tư duy của em, cái em sự hiểu biết của em là vậy đó. Còn cái nắp là lành nguyên ha các anh chị, cái nắp là lành nguyên đó, cái nắp là lành nguyên, chỉ có một cái đường tóc thân vậy thôi. Đây còn đồ xưa đồ cổ mà các anh chị không bị này cũng bị cái kia. Đây
Cái thố thiên tử dạng côn này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 15 triệu bao ship đến các anh chị ha. 15 triệu bao ship. Tiếp đó em xin lên cho các anh chị là một cái dĩa Nhật ha các anh chị. Cái dĩa Nhật này tình trạng không? Cái dĩa Nhật tình trạng kia bán rồi phải không? Này không có tình trạng. Đây, em xin giao lưu đến các anh chị là một cái dĩa Nhật xưa. Đồ này 7-80 năm trên ha các anh chị. Tình trạng là lành đẹp 99% ha các anh chị. Bao các anh chị 7-80 năm ha. Còn cái này thì nếu bao cổ vật thì cũng rất là bình thường. Tại đồ này rất là xưa. Đây, cả trăm năm. Tích của nó là tích hoa thôi, hoa leo, tích hoa leo ha các anh chị. Được có cái là miệng răng cưa luôn, không có viền su la nhưng mà miệng nó tự răng cưa luôn nè các anh chị. Tình trạng của cái dĩa này ở đây có một cái điểm lỗi, có nửa hạt gạo với các anh chị, có nửa hạt gạo. Đường kính của cái dĩa này thì khoảng rơi vào là đây, 24 cm. Đây em xin giao lưu nhanh đến các anh chị với giá là 600k bao ship à, 600.000 bao ship. Để đâu có chỗ để. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái ché rất là đẹp luôn. Đây. Một cái ché tàu sơn thủy ha các anh chị, đồ này đồ xưa nha các anh chị. Đây. Nó bị lỗi mang thôi, nó là hột ra, nó hột é nè các anh chị, bị lỗi mang ha. Đây. Chôn rất là già nha các anh chị. Chôn là già thằn luôn ha. Đây. Có minh văn đầy đủ ha, ché sơn thủy có minh văn. Đây. Cái ché này em xin giao lưu nhanh đến các anh chị với giá là 650.000 bao ship chứ các anh chị ha, 650k. Tình trạng nó cũng chả có bị cái gì nhiều đâu, ở đây nó bị lỗi lò một tí nè. 650.000 các anh chị rất là dễ chơi luôn. Chiều cao là 33 cm thôi các anh chị. Chiều cao của cái ché này là 33 cm, 650k. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái dĩa rất là đẹp. Một cái dĩa giang tây Trung Quốc, đồ này là đồ tàu cũ ha các anh chị. Giang tây mà giang tây cũ ha, đồ cũ ha các anh chị. Đây. Tại nhầm khi mình báo mới hoài khó bán nhưng mà thật chắc ra đồ cái dĩa em đang cầm là dĩa đồ cũ ha các anh chị. Đây. Có ghi chữ thọ ha, 12 con giáp nè các anh chị. 12 con giáp Tý Sửu dần mẹo thìn tỵ ngọ mùi, thân dậu thức hợi vậy đó. Đây, ở đây có chữ thọ. Mà đặc biệt cái dĩa mà màu đỏ như thế này thì rất là hiếm có luôn. Ở sau đây cái mộc giang tây chà bá luôn. Khang hy niên chế hay là đó, gì tùm lum hết chưa. Đây. Đường kính cái dĩa này em xin đo. Đẹp lắm các anh chị, cái dĩa này là ai mà mạng hỏa là rất là ok luôn ha các anh chị. Đây. Đường kính là 35 cm, đường kính 35 cm. Vừa có chữ, đây cái diện chữ bùa nè. Rồi con giáp nè, chữ thọ hay chữ phúc vậy ha các anh chị. Ở xung quanh là bông hồng. Cái dĩa này xin giao lưu đến các anh chị với giá là 850.000 bao ship ha. 850k bao ship, đường kính 35 cm. Đây. Đây. Tiếp đó em xin lên cho các anh chị là một cái dĩa tàu ha. Một cái dĩa tàu chuẩn xưa ha. Đồ này 40-50 năm trên. Một cái dĩa tiêu kê. Một cái dĩa tiêu kê vẽ tay nha các anh chị, tất cả là vẽ tay luôn. Tích này trên những cái dĩa tàu rất là ít có luôn. Men chàm rất là đẹp luôn. Ở sau là chữ thọ ha anh chị. Ở sau là chữ thọ. Đồ này 30-40 năm trên ha các anh chị, không phải là đồ mới ha. Cái dĩa này có đường kính là 35 cm luôn. Dĩa này có đường kính là 35 cm. Em xin giao luôn cái dĩa này với giá là 2 triệu bao ship đến các anh chị ha. 2 triệu bao ship. Tiếp đó em xin lên cho các anh chị là một cái bình nước Pháp. Ui nặng. Đây. Đây em xin giao lưu đến các anh chị là một cái vỏ bình nước Pháp ha. Còn xài bình thường ha các anh chị. Bình nước không phải là bình lọc nha các anh chị, tại vì ở trong không có đồ lọc. Đây. Còn nguyên cái ghiên nè các anh chị, cái vòi ghiên ở trong có con ốc thao dặn lại là được ha các anh chị. Đó. Đây. Đặc biệt cái bình nước này là có hai cái lỗ tai luôn nè các anh chị, là hai cái quai sách đó. Mình nói nôm na là hai lỗ tai. Tình trạng của cái bình này là lành đẹp 99%, bao các anh chị là đồ Pháp chuẩn cổ ha. Cái nắp nó chín. Đồ Pháp chuẩn cổ ha các anh chị. Đây. Chuẩn cổ nha các anh chị. Cái bình này nó rất là to luôn, dung tích của nó cầu 30-40 lít trên. Cái bình này mắc là mắc hai cái lỗ tai nha các anh chị. Thường thường những cái bình mà có hai lỗ tai thì hiếm lắm các anh chị. Chiều cao của cái bình này là 58 cm. Chiều cao là 58 ha. Dòng bụng là 73 cm ha các anh chị. Rất là to luôn. Đường kính miệng thì rơi vô là khoảng cỡ nhiêu trời. Để đo mới biết. Cầm đi. Đây. Đường kính miệng là 24 ha các anh chị. Đường kính miệng là 24. Đây các anh chị coi cái nắp của nó là còn nguyên luôn nè. Lỡ em cầm em quay ở dưới cho các anh chị xem luôn. Đây. Cái chôn đó đây. Cái chôn đó nè các anh chị. Độ Pháp nha anh chị. Đó. Đây phía trong của nó đây. Phía trong của nó đây. Đó.
Thì cái bình nước này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 2 triệu bao ship đến các anh chị ha. 2 triệu bao ship. Mấy nay mà em kinh cái này là em khỏi tập tạ luôn. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái bình bông sông bé ha. Bình bông sông bé miệng giống. Rất là đẹp luôn. Ở đây có hai con đeo ha. Con đeo là con rồng á. Đây. Đây hai con đeo hai bên ha các anh chị. Tình trạng là lành đẹp ha. Đồ sông bé ha các anh chị. Đồ này là thập niên 80, 40 mấy năm rồi. Cái bình này có chiều cao là 29 cm ha các anh chị. Bình này có chiều cao 29 cm. Em xin giao luôn cái bình này với giá là 850k bao ship ha. 850.000 bao ship đến các anh chị. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái dĩa tàu. Dĩa tàu màu, đồ này đồ thành phố chuẩn cổ ha các anh chị, trên 100 năm. Đồ này đồ đầu thế kỷ 19 ha. Tình trạng của cái dĩa này là nó bị vẫy một đường ở đây nè các anh chị, bị vẫy một đường ở đây nè. Vẫy một điểm ha. Mà chuẩn cổ ha các anh chị. Đây. Đồ 19 nha các anh chị. Đây. Ở đây là có chữ thọ hay chữ thủy gì đây nha các anh chị. Đồ màu ha. Cái dĩa này có đường kính là 12 cm, đường kính là 12 cm. Em xin giao lưu cái dĩa này với giá là 600k bao ship ha, 600.000 bao ship. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là 5 cái dĩa Nhật ha các anh chị. Đây. Em xin giao lưu đến các anh chị là 5 cái dĩa Nhật. Đây. 5 cái dĩa Nhật ha. Đồ này lại mua chuẩn trong nhà người ta luôn. 5 cái dĩa Nhật vuông. Đó, dễ dàng nha, cái này là dễ dàng. Đồ 7-80 năm trên ha các anh chị. 7-80 năm trên. Đồ này là đồ chậu Pháp đó các anh chị. Đây. Rất là đẹp nha các anh chị. Dễ dàng ha các anh chị. Dĩa này là dĩa Nhật nha các anh chị. Đồ này đồ Nhật không phải đồ Tàu ha. Đây các anh chị coi cái chôm. Chôm đẹp hết biết luôn các anh chị ha. Chôm này có thể là nó là cổ vật cũng là bình thường ha anh chị, nhưng chỉ bao đồ 7-80 năm thôi. Xưa anh chị rất là xưa luôn. Chôm rất là già. Dĩa vuông này rất là hiếm luôn. Tích là sơn thủy ha các anh chị. Vẽ là sơn thủy, ở đây là vẽ vàng ha các anh chị. Vẽ vàng 18k. Đây. Đó. Cái dĩa này là em xin đo kích thước cho các anh chị xem. Đây. Cái dĩa này có về cái chiều ngang của nó là 15 cm ha, 15.5 cm. Còn chiều dọc ở đây của nó là 10 cm, còn chiều cao của nó là khoảng cả 3 cm ha các anh chị. Đây, 5 cái dĩa này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là để coi 750.000 ha các anh chị. 750.000 bao ship ha. 750.000 nhưng cái con 150k thôi. Đây. Rất là đẹp luôn anh chị. Trong. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là 9 cái chung Nhật. Đồ VIP nha các anh chị, 9 cái chung Nhật. Đây. Có 4 cái chung Nhật to. 4 cái chung Nhật to. Đây, tình trạng là lành đẹp 99% luôn ha các anh chị, có thể nói là không có lỗi lầm gì hết chứ. Nhật nha các anh chị, chuẩn Nhật nha. Đây. 4 cái chung to. Và 5 cái chung dừa ha các anh chị, 5 cái chung dừa. Đây. Đồ Nhật nha các anh chị, chuẩn Nhật nha. Đó. Đây. 5 đây, chung này chung dừa nè các anh chị. Đây. Em bán hết nguyên lô này luôn nha các anh chị. Bán hết nguyên lô luôn. Đây. Đây. Rất là đẹp luôn các anh chị. 2 4 6 8 9 cái chung ha các anh chị. 9 cái chung này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 6 triệu tư bao ship đến các anh chị. Là có nghĩa là một cái là 700 ngàn. Là chung bự chung nhỏ gì em sẽ cũng đổ đồng hết trơn ha các anh chị. Còn đúng luôn ra thì bây giờ những cái chung này thì giá thu cũng phải từ 500-600 ngàn trở lên ha các anh chị. Một cái chung này thì trung bình em lời một cái là 150 ngàn. Thì lời hết nguyên này phải trên 1 triệu. Đây em bán hết nguyên cái này, 9 cái chung này tình trạng là lành đẹp 99%. Với giá là 6 triệu tư bao ship đến các anh chị ha. 9 cái 6 triệu tư. Đó. Em lẽ ra có 10 cái thì em bán 7 triệu nhưng mà ông nội kia ông mua lẻ. Sáng ông mới chạy lại ông nhà ông thiếu cái chung, ông 5 cái ông thiếu cái ông mua hết cái rồi. Rồi còn 9 cái. Em bán với giá là 6 triệu tư phải không ta? 6 triệu tư. Cái 700. Cái 700, 7 nhân 9. Đúng rồi. Ừ. 6 triệu tư ha, 6 triệu tư hay 6 triệu 3 gì đó. Thì 7 nhân 9 đó, đã em nói chung là em học không tới nơi tới chốn, bởi vì hơi dốt một tí ha các anh chị. Đây, 6 triệu tư bao ship và em chỉ nhận chuyển khoản thôi. Khách cũ thì em cũng nhận ship code bình thường, còn khách mới thì em không khỏi cần nhận cọc, em chỉ nhận chuyển khoản đủ cho chín cái chung nè. Đây. Ủa, 7963. Đúng rồi, 63, 7 nhân 9 63 ha. 6 triệu 3. Vậy vợ em nó học giỏi hơn em à. Đó. Đây. 6 triệu 3 bao ship các anh chị ha.
Đây mình để xuống mình. Mấy cái chung nhật này giờ khó kiếm lắm ha các anh chị, rất là hiếm đồ luôn. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái nậm tàu ha các anh chị. Xin giao lưu đến các anh chị là một cái nậm tàu. Tích là cổ đồ nha các anh chị. Cái nậm tàu tích là cổ đồ. Đồ này là đồ phỏng lại ha các anh chị. Bao các anh chị chuẩn xưa nhưng mà đồ cũng chỉ phỏng lại thôi, chứ nó cổ mà đồ trắng xanh như thế này thì giá rất là cao. Em xin giao lưu đến các anh chị cái nậm này với giá là 350.000 bao ship đến các anh chị. Bao các anh chị chuẩn tàu xưa ha, 350.000 bao ship. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái bình bông lái thiêu ha. Một cái bình bông lái thiêu tình trạng là lành đẹp 98%. Cái bình này là cái màu trái đu đủ ha các anh chị. Cái màu đu đủ ha. Đó. Cái bình này có chiều cao là 20 cm, đường kính miệng. Đường kính miệng là 13 cm ha các anh chị. Tình trạng của nó ở đây là nó bị vẫy một tí đây nè, đó hai điểm ha. Nó bị lát một tí. Lát một tí ha. Ở dưới chôn nó là chám men luôn và có cái kiềng ba chân và có ri số 2. Đó. Cái bình này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 650.000 bao ship các anh chị ha, 650.000 bao ship các anh chị. Bao các anh chị giá rất là mềm luôn. Cổ gì nữa. Tiếp đó em xin lên cho các anh chị là một cái dĩa rất là quan hỷ ha các anh chị. Đây, bữa nay em hết kệ ha các anh chị. Em xin giao lưu đến các anh chị là một cái dĩa tàu giang tây. Đó, giang tây Trung Quốc ha các anh chị. Một cái dĩa Phật rất là đẹp luôn. Hàng này là hàng là hàng in thôi, không phải vẽ ra ha các anh chị. Đó, nói chung in hay đề can gì, nói chung là em cũng không có gành cái đó đâu. Nhật thì Nhật xưa thì em chỉ biết in, hoặc còn nữa in nữa vẽ. Còn những cái đồ mới bây giờ thì chủ yếu là cái giá tiền ha các anh chị, chứ còn in còn đề can thì cái đó thì nói chung là em cũng không cần quan tâm. Đó, chủ yếu là giá cái giá thôi. Đó. Một cái dĩa rất là đẹp, rất là hoan hỷ luôn ha các anh chị. Đây, một cụ Di Lặc cầm cây gậy Như Ý. Đó, trên cổ ngài là một cái chuỗi ngọc trai. Đó, còn xung quanh đây là cái gì ta? Tứ văn thì tứ văn đây. Rất là đẹp, rất là hoan hỷ à. Đây, đồ mới ken luôn ha các anh chị. Đồ tàu thiệt mà đồ này đồ mới ken như mới sản xuất vậy đó. Đây. Nhưng mà cái dĩa này kiếm cũng ít có lắm ha các anh chị. Đây, nói vậy thôi. Đó. Cái dĩa này có đường kính là 36 cm ha các anh chị. 36 cm là cái dĩa tài lộc ha các anh chị. Nói chung đường kính 36 cm là thuộc dạng là to, rất là to. Rất là đẹp ha các anh chị. Đây. Cái dĩa này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 1.3 triệu bao ship các anh chị ha. 1.3 triệu bao ship các anh chị. Rất là đẹp luôn. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái dĩa anh ha các anh chị. Một cái dĩa hộp xôi. Đồ này đồ anh, bao các anh chị là chuẩn cổ vật luôn, trên 100 năm. Dĩa hộp xôi ha. Đây, cái miệng có dúng, cái miệng hoa văn rất là đẹp luôn ha các anh chị. Hoa văn dừa, cái này là đồ anh ha. Rồi hoa văn chìm khắc nổi rất là đẹp luôn. Đây, dĩa này to nha, dĩa hộp xôi to. Đây. Này. Ở đây là có ghi chữ én lành ha các anh chị. Đây, dĩa anh ha, cốt này là cốt xốp ha. Ở đây là có bị chày thôi chứ không chả bị âm chữ nứt gì đâu. Em xin đo đường kính ha các anh chị. Cái dĩa này có đường kính là 36.5 cm, 36.5 cm, còn cái chiều ngang trên đây là 27 cm. Đây, cái dĩa này xin giao lưu đến các anh chị với giá là 1.5 triệu bao ship ha. Chuẩn cổ ha anh chị, chuẩn cổ ha. Sao bữa nay nhiều đồ dữ trời. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái bình trà Nhật ha. Bao các anh chị bình này có thể là rất là ít có luôn. Đồ này đồ Nhật nha các anh chị, đồ Nhật ha. Đây, nói trước luôn, cái nắp này nắp lai, cũng nắp Nhật nhưng mà nắp lai. Cái này là chỉ là độc ẩm thôi các anh chị, chỉ là độc ẩm thôi. Đó, đây. Để em lấy cái nắp này xuống trước đi ha, sợ nó bị gớt. Đây. Em xin giới thiệu với các anh chị đây là bình trà Nhật không mọc ha các anh chị. Đặc biệt có cái bình trà này, đây là bình trà gia cốc vẫy rồng. Đây. Vẫy xanh nha các anh chị, con rồng này lên gân xanh luôn. Lên gân xanh luôn ha. Đây. Cái này không phải lỗi lò nha các anh chị. Đây. Cái gân nó là màu xanh đàng hoàng ha các anh chị, gân rồng, một cái bình Nhật gân rồng luôn nè các anh chị. Các anh chị thấy không? Cái nổi găng lên xanh. Rồi anh mở cái điện thoại của em. Cái này không biết buổi sáng thì gọi lên, cái này là thấu quang không đèn nha các anh chị. Đây, cái này là chuẩn Nhật. Đây. Nó không có lên xanh đẹp. Đây. Chuẩn Nhật nha các anh chị. Đây. Cái này là em hơ nha các anh chị, chứ không phải để sát gì đâu nha, để hơ ngoài chuẩn Nhật nha. Đó. Đó, cái này mình khỏi gọi mình cũng thấy ha, cái này chuẩn Nhật. Đó. Tại nhiều anh chị cứ em đã bao Nhật rồi khỏi gọi đèn cũng được, đã bao Nhật thì chuẩn Nhật ha các anh chị. Tại nhà anh chị kêu phải gọi đèn. Rồi. Cái này buổi tối trong tối các anh chị khi để cái đèn này vô là cái gân xanh của nó ẩn lên rất là đẹp. Đây. Cái bình trà này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 2.3 triệu bao ship các anh chị ha.
đây 2,3 triệu bao ship, nắp này nắp lai cũng Nhật mà nắp lai nó hơi nhỏ một tí. Đây. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái tước ha các anh chị, một cái tước Sài Gòn rất là đẹp luôn. Đồ này rất là ít có ha các anh chị. Đây một cái tước Sài Gòn. Đây tích là con chim nè các anh chị, một con chim ha. Đây cái tước rất là đẹp luôn ha. Ở đây là có mộc lò ha các chị, Nam Hưng Lợi ha các anh chị, mộc lò Nam Hưng Lợi ha các anh chị. Đây nó có một cái đường tóc này, một cái đường tóc. Đây có một đường tóc lên tới đây nè các anh chị, răng tóc ha các anh chị, nó bị răng tóc có tình trạng một tí, còn nhiêu là lành đẹp hết trơn ha các anh chị. Đó cái tước rất là đẹp luôn, cái tước có thể người ta gọi là cái chén nước thánh đó các anh chị. Đó chiều cao là 16 cm, đường kính miệng là 18 cm. Đây cái tước này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 8,5 triệu bao ship ha, 8,5 triệu bao ship, rất là đẹp luôn ha. Đồ Sài Gòn chuẩn cổ ha. Đây có mộc lò luôn ha các anh chị, Nam Hưng Lợi ha, Nam Hưng Lợi đó, mộc lò. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là một cái bình sơn thủy. Đây. Đây. Em xin giao lưu đến các anh chị là một cái lục bình, tích là thiên hạ thái bình hoặc là sơn thủy, rất là đẹp luôn, men tràm, đẹp vô đối luôn anh chị. Cái bình này là có tích là người đánh cờ nè anh chị, cái bình này có tích người anh chị, người đánh cờ vẽ là vẽ giáp bình luôn ha anh chị. Đồ này bao anh chị chuẩn đồ tàu ha, đồ này 30-40 năm. Đây. Đó, có người đánh đàn luôn nè, người đánh cờ là các anh chị, nó rất là đẹp luôn, dễ giáp hết trơn ha các anh chị, dễ giáp mặt luôn ha. Đây một cái bức tranh rất là sinh động luôn. Cái bình này có chiều cao là 62 cm ha anh chị, bình này có chiều cao là 62 cm, dòng bụng là 78 cm ha anh chị. Đây em xin giao lưu cái lục bình tàu này với giá là 2,8 triệu bao ship đó các anh chị ha. Có tích người nha anh chị, có tích người rất là đẹp luôn. Đã sơn thủy mà có tích người thì vô đối ha các anh chị, dễ rất là đẹp, rất là tươi tóc, 2,8 triệu bao ship. Tiếp đến em xin lên cho các anh chị là đây một cái món đồ khá là VIP ha các anh chị. Đây em xin giao lưu đến các anh chị là một cái chậu Sài Gòn, một cái chậu Sài Gòn tích là anh hùng độc lập ha các anh chị, chậu Sài Gòn tích anh hùng độc lập. Chậu này bao các anh chị là có thể nói là được cái chậu có 102 ha các anh chị. Chậu có 102 ha. Chậu này có chiều cao là 20 cm. Đường kính là 26 cm ha các anh chị. Tích là anh hùng độc lập ha. Đây. Những cái bình trà hay là những cái khay trà mà có tích anh hùng độc lập là giá cũng đã cao. Nhầm khi một cái là cũng phải 50 hay 100 200 triệu là rất là bình thường ha các anh chị. Còn cái này là cái chậu bông ha các anh chị. Cái chậu bông. Tình trạng của nó là nó chỉ có bị, nó bị dạng là găng gió thôi các anh chị, găng gió rất là nhẹ một đường, còn nhiêu lành đẹp, sáng bóng nha các anh chị, chuẩn Sài Gòn nha các anh chị. Đây bao các anh chị đồ hiếm, có thể gọi là có 102 ha. Đó, đây minh văn đầy đủ ha các anh chị. Đây nói chung chậu này là không phải mua nhà văn, không phải mua gì đâu anh chị, cái này là em chia lại của nhà sưu tầm thôi, chia lại của nhà sưu tầm thôi các anh chị. Giá thì rất là khủng khiếp ha các anh chị. Đây. Cái chậu này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 45 triệu ha các anh chị. 45 triệu bao các anh chị rất là hiếm đồ và có thể gọi là có 102. 45 triệu. Cái món cuối cùng em xin lên cho các anh chị, món cuối cùng cho em. Đây, món cuối cùng em xin lên cho các anh chị là một cái mai bình ha các anh chị. Lấy cái này ra giùm mình. Khoan khoan khoan. Em ôm cái này đi. Về rồi. Đây, em xin lên cho các anh chị là một cái mai bình ha các anh chị. Mai bình gốm này là gốm chu đậu ha các anh chị. Đồ này là 70-80 năm trên ha các anh chị. Một cái mai bình rất là to, nặng đâu cũng khoảng có 20 kg á. Tích là quan trạng về đàn ha các anh chị. Các anh chị thấy không, cái bụng rất là to mà cái cổ của nó rất là nhỏ luôn, bình phúc tài lộc ha các anh chị. Cái bình này có chiều cao là 55 cm ha các anh chị, chiều cao là 55 cm. Cái này là gốm chu đậu nha các anh chị, dòng bụng là 1m12 ha các anh chị, dòng bụng là 1m12. Đây cái cổ rất là nhỏ luôn ha các anh chị, tích là quan trạng về làng. Đây rất là đẹp,
tất cả đều là vẽ tay ha các anh chị. Đây hai bên là hai hàng là quan chức gì địa phương là đứng là đại chầu ông quan trạng này đây. Đây đại chầu ông quan trạng này, ở sau là vợ ổng này đó, quan trạng về là hoặc là huynh quy bái tổ ha các anh chị. Đó tình trạng nó bị lỗi tí nè các anh chị, bị lỗi tí ở đây ha, bị lỗi tí ở đây. Đây cái mai bình này em xin giao lưu đến các anh chị với giá là 5,5 triệu bao ship, à 5,5 triệu bao ship cho cái mai bình như thế này, rất là đẹp luôn ha, có thể gọi là bình phúc tài lộc, nặng gần 20 kg các anh chị, rất là to, cao 55, dòng bụng là 1m12. Đây cái chồn này các anh chị, đây cái chồn này đây. Quên nữa, em còn cái dĩa đó các anh chị, lên cái dĩa nữa. Mà để em đây, tiếp đến em xin lên cho các anh chị làm cái dĩa biên hòa ha. Bữa kia cái dĩa này em để trên cái gác, em không có đem xuống. Đây xin giao lưu đến các anh chị là một cái dĩa biên hòa xưa ha, tình trạng là làm đẹp 90% đó, 90% thôi các anh chị, phải không, phải 90% không đây. Đúng rồi, tình trạng của nó là bị khẽ lò nè các anh chị, cái này không âm không đứt ha, bị khẽ lò đây tí nè. Tích là mẫu tử tình bà cháu, đường kính là 53 cm, 52 cm. Đây đó có bà lão đắp nổi ha các anh chị, cái dĩa này dĩa đắp nổi, đồ này đồ biên hòa xưa ha các anh chị, thập niên 80. Đây đó rất là đẹp luôn các anh chị ơi. Đây có mộc không ta, đây cái dĩa rất là đẹp ha. Đây em quay cái không, tình trạng đây nè. Ừ, tình đây trạng. Tình trạng ở đây nó bị khẽ nè, không có bị bọp gì hết trơn nha các anh chị, nó bị khẽ đây tí nè. Đây ở đâu nữa đó, đây nữa nè các anh chị, ở đây tí nè. Hai đó. Bên xưa nha các anh chị, đồ này đồ xưa ha. Đây em xin giao lưu đến các anh chị cái dĩa biên hòa này với giá là 2,000,000 bao ship các anh chị à. Cái này em chỉ nhận chuyển khoản ha các anh chị, còn khách của em vẫn ship có bình thường. Đây dĩa này 2,000,000 ha các anh chị. Rồi em cảm ơn các anh chị và cô bác đã quan tâm theo dõi buổi live của em. Các anh chị và cô bác có cần món gì hoặc thích món gì cứ liên hệ em qua số điện thoại Zalo 0826252052. Em xin cảm ơn các anh chị cô bác rất là nhiều.